Kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh rất vui được gặp lại quý anh chị em bà con cô bác gần xa. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà con các con máy về. Bà con vui lòng đăng ký vào kênh YouTube chúng tôi nhé. Đây, đầu tiên hôm nay chúng tôi sẽ báo giá luôn cho bà con chúng ta cùng nhau tham khảo luôn. Yanma AF26. Đây là cái màu sơn riêng nó đây, nó mới về nó như thế này. Đây toàn bộ những cái gì mà nó mới về đây. Bây giờ chúng tôi sẽ mở lên cho bà con chúng ta cùng nhau tiện theo dõi luôn. Đây, tôi sẽ mở luôn. Đây. Đây là toàn bộ nó là có 26 mã lực, loại 2 cầu, số cơ, con này có trợ lực tay lái luôn, động cơ nó có 3 máy. Đây. Hôm nay chúng tôi sẽ báo giá cho bà con luôn. Con này chúng tôi bán với giá là từ 80 cho đến 90 triệu. Đây. Máy móc rất là đẹp luôn thưa tất cả bà con chúng ta. Đây, từ trên chúng tôi quay xuống cho bà con xem. Yanma AF26. Con này có 26 cái lực, loại 2 cầu, con là số cơ luôn. Động cơ nó có 3 máy, nguyên zin chất lượng mới về như thế này. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đi lên cái phần đồng hồ cho bà con chúng ta cùng nhau theo dõi luôn. Đây. Đây là cái đồng hồ của nó đây bà con. Nó chỉ có là 676 giờ thôi. Đây bà con chúng ta nhìn rất là rõ luôn. Chỉ có 676 giờ. Tất cả đều đẹp như thế này luôn. Nguyên zin 100%. Mới về con này sử dụng một cách rất là rộng rãi. Rất là công việc rất là tốt luôn. Mã lực nó rất vừa cho gia đình chúng ta sử dụng. Đây, chúng ta thấy là cái bánh của nó không có dấu hiệu của cái sự mòn luôn. Cái mâm của nó không có dấu hiệu của sự reset luôn. Rồi đây là phía sau của nó đây. Đây bà con thấy rất đẹp như này. Giá cả rất là bình dân, rất là hợp lý để cho mọi người chúng ta đều có thể sở hữu được. Nó có cái mái che luôn, vì chúng ta gắn cái mái che vào. Đây là toàn bộ con Yanma AF26 nha bà con. Rồi bây giờ chúng tôi đậy lại, chúng tôi đi sang con khác. Hôm nay chúng tôi báo hàng loạt con máy cho bà con chúng ta cùng nhau theo dõi luôn. Rồi Yanma AF26. Vâng, và đây là tiếp theo là con Kubota M185. Con này thì nó mới về luôn. Một xíu chúng tôi sẽ đi qua phía bên phải, chúng tôi cho bà con xem cái hiện tượng cũng như là cái máy móc của nó rất là xuất sắc luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành đi lên trên cái phần đồng hồ cho bà con chúng ta xem. Nó đẹp như thế này luôn bà con. Đây là những màu sơn zin đây, bà con thấy. Nó cái ghế ngồi của nó xuất sắc như này luôn. Nó những có cái dây thắt lưng luôn, cho chúng ta đảm bảo an toàn luôn. Cái sàn để chân rất là sạch sẽ, cao ráo, thoáng mát luôn. Và đây là cái đồng hồ của nó luôn đi thưa bà con. Cái số giờ nó rất là ít luôn, chỉ có 1407 giờ luôn. Đây bà con thì thấy rất rõ nhé, 1407, tức là con này chưa được 1500 giờ luôn. Tất cả máy chúng tôi giới thiệu cho bà con đều là những cái hàng rất là xuất sắc, mới về luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ cho bà con xem cái máy nó đẹp như thế nào luôn. Giờ tôi đi xuống cho bà con xem. Đây chúng ta thấy toàn qua đây toàn cảnh cái con Kubota M185 có 85 mã lực, loại 2 cầu, số cơ bên cơ, có trợ lực tay lái luôn. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ cho bà con xem cái máy bên trong. Và đây là động cơ 4 máy của nó đây. Chúng tôi vừa mới gửi cái lưới hông ra để cho bà con xem cái máy bên trong. Chúng ta không thấy dấu hiệu của cái sự reset luôn. Đấy bà con thấy nó đẹp như này luôn. Cái nguyên zin nó đẹp như này, xuất sắc luôn. Đấy, tôi quay rất kỹ cho bà con chúng ta cùng nhau xem. Rồi bây giờ chúng tôi tiếp tục đi qua con khác nha tất cả bà con chúng ta. Và tiếp theo con Silvura 8340. Con này có biệt danh là nồi đồng có đá đây. Silvura 8340 SE. Đây là cái máy của nó đây. Chúng ta thấy hoàn toàn nó không có dấu hiệu của cái sự mòn reset luôn. Động cơ của nó rất là tuyệt vời như này luôn. 4 máy. Đây bà con chúng ta thấy máy móc nó hoàn toàn không thấy có cái gì dấu hiệu của cái sự reset luôn. Con này nó có giá từ 260 cho đến 290. Đây, đây. Con này có 83 mã lực, loại 2 cầu, số cơ bên cơ, động cơ có 4 máy, có trợ lực ta lái luôn. Hàng nguyên zin mới về luôn. Chúng ta thấy là
ốc vít của nó không có cái dấu hiệu của sự reset mòn luôn. Máy của nó là tuyệt vời như thế này luôn, thưa tất cả mọi người. Đấy, chúng ta thấy màu sơn của nó rất là đẹp như thế này luôn. Rồi bây giờ chúng tôi tiếp tục đi qua khác nhé. Đây chúng ta thấy cái bánh của con Sivura 8340 đây. Đây, nó xuất sắc, nó đẹp như thế này luôn. Bà con chúng ta thấy tất cả hàng chúng tôi giới thiệu cho bà con đều là những hàng rất là đẹp luôn. Bây giờ tôi đang đứng giữa hai con máy Isuki luôn. Hai con này là nó giống nhau trang luôn, đều là có cái mái che Isuki 8000 và Isuki 9000. Hôm nay chúng tôi đang đứng chính giữa hai con này luôn, rất là đẹp như thế này luôn. Con này rất là quen thuộc rồi, có 80 mã lực là hai cầu, số cơ bên cơ, có trợ lực tay lái luôn, động cơ nó có 6 máy. Đây bà con xem đây, nó đẹp như thế này luôn. Đây động cơ 6 máy của nó. Đấy, Isuki 8000, 9000 thì nó cũng giống như nhau đâu bà con, nó tương đương như nhau, nó không có gì khác biệt lớn lắm. Đây 8000, 9000 và bên đây là 9000. Đây chúng tôi có thay cái vỏ mới cho bà con chúng ta sử dụng luôn, còn toàn bộ là nguyên zin hết. Chúng ta thấy là cái màu sơn của nó đẹp như thế này luôn. Đây bà con thấy rất là đẹp luôn. Con này thì nó có giá cũng từ 206 đến 29 luôn nha bà con. Đấy, nó tương đương với 8340 siêu ra đấy. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đi qua con khác. Hôm nay Isuki 8000 nha bà con, 8000 nguyên zin có mái che, và Isuki 9000 nguyên zin cũng có mái che luôn. Đấy, hai con như nhau luôn. Đây là cặp song sinh luôn. Đấy, đây là con Yanma FX 28. Con này có 28 mã lực là hai cầu, con cũng là số. Con này là động cơ nó có 4 máy luôn, màu sơn nguyên zin nó về thế này rất là đẹp. Đây Yanma FX 28. Chúng ta lên chúng ta xem cái đồng hồ của nó đây. Nó rất là đẹp như thế này luôn tất cả bà con. Nó chỉ có 726 giờ. Đây bà con nhìn thấy rất rõ. Chỉ có 726 giờ mà thôi. Đấy, 726. Toàn bộ nó nguyên zin như thế này. Bánh ốc vít thì chúng ta không thấy dấu hiệu của sự mòn. Chúng ta thấy thậm chí là chúng tôi chưa có gắn cái ghế vào luôn. Nó về như này, ghế đó thì chúng tôi gắn rất là nhanh thôi, bà con cứ yên tâm. Bây giờ chúng tôi sẽ mở ra cho bà con xem cái hệ thống máy bên trong của nó. Đây là hệ thống máy của nó đây. Động cơ nó có 4 máy như này, rất là đẹp như này luôn. Đây, mới về mà đẹp như này luôn. Khi nào bà con có cái nhu cầu làm đẹp thì chúng tôi sẽ làm đẹp cho bà con, chúng ta cùng nhau sẽ làm đẹp. Còn bình thường nó đẹp như này luôn. Chúng tôi để nguyên zin như này, chúng tôi quay cho bà con xem. Con này thì nó có giá từ 100 cho đến 125. Đấy, FX 28. Rồi bây giờ chúng tôi tiếp tục đi qua con khác nha mọi người chúng ta. Rất đẹp luôn. Đây là con Kubota 6000 DT, M6000 DT, động có 60 mã lực là hai cầu, số cơ bên cơ, động cơ nó có 4 máy. Nguyên zin như này luôn. Con này nó cũng có giá là từ 270 cho đến 300. Đây bà con thấy. Nguyên zin đẹp như này luôn. Rất xuất sắc. Đây bà con chúng ta thấy. Và đây là con Hinomoto. Lần đầu tiên chúng tôi giới thiệu đến với tất cả mọi người chúng ta. 239. Rồi chúng tôi mở ra cho bà con xem ở bên trong. Đây, động cơ nó có 3 máy. Hinomoto N239. Chúng tôi vừa mới tháo cái lưới hồng ra để cho bà con chúng ta xem cái động cơ của nó rất đẹp như này luôn. Đây, con này rất phù hợp với túi tiền của chúng ta. Con này nó tương đối rẻ thôi. Con này từ 50 cho đến 70 thôi. Đấy, nó chỉ có 1359 giờ, tức là con này chưa được 1400 giờ luôn. Toàn bộ hệ thống của nó, bà con thấy tiếng lùi vậy đấy, chưa có ghế luôn, mới về như thế này. Hinomoto N239. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đi con khác nha bà con. Và bây giờ chúng tôi đi đến hai con cuối cùng nha bà con. Yanma US46, đây là hàng dành cho đại gia xài đâu, nó có biệt danh là như thế. Có 46 mã lực là hai cầu, số cơ bên cơ, có trợ lực tay lái, động cơ nó có 4 máy luôn. Chúng ta thấy nó rất là hoàn chỉnh như thế này. Và kế bên là Kubota L1455 thì chúng tôi cũng đã có giới thiệu cho bà con rồi. Thì con US46 này thì nó có giá là từ 235 cho đến 255. Còn con L1455 có giá từ 220 cho đến 240. Rất là xuất sắc, rất là đẹp luôn. Hai bà con thấy 45 mã lực là hai cầu, số cơ bên cơ, trợ lực tay lái luôn, động cơ có 5 máy. Đây bà con thấy cái bánh của nó xuất sắc như thế này luôn. Đấy,
Kế bên đó là có US46 luôn nhé. Rồi video chúng tôi đến đây là kết thúc. Trân trọng hẹn gặp lại quý bà con anh chị em cô bác vào một video gần nhất nhé. Rồi tạm biệt bà con.